Rồi, dưới này chúng ta sẽ có một hộp dụng cụ. Trong đây chúng ta sẽ có một USB 32GB tặng kèm. Thì trong USB này chứa số lượng bài hát lên đến 15.000 bài nhạc MIDI. Remote điều khiển từ xa. Đây là cái cục sạc. Và chúng ta có pin tặng kèm, pin cho remote, pin cho micro, đây là hai micro không dây. Và đây là cáp HDMI. Thì cáp này dùng để chúng ta kết nối xuất hình ảnh từ loa lên TV. Một chức năng rất là cao cấp nhưng mà cũng khá là quen thuộc cho những dòng loa kép beatbox của công ty Sonka. Đây là micro tặng kèm. Đây, micro được làm bằng hợp kim rất chắc chắn nha các bạn. Đây có tên thương hiệu của Atos, sóng UHF, pin tiểu 2A. Trên đây chúng ta sẽ có một hướng dẫn sử dụng nhanh cho loa kéo Beatbox KS360ME, còn được gọi là dàn karaoke di động với hệ thống 5 loa, 2 loa chép, 2 loa bass. Hai loa bass này nó vừa là mid bass luôn nha các bạn. Đồng thời có một loa xích ở giữa. Loa sở hữu mặt tăng âm và lọc số riêng giúp tái tạo âm thanh trung thực. Dòng 360ME khác so với các loa kéo lớn ở loa chép giấy thay vì sử dụng loa chép còi, như vậy sẽ hạn chế được tình trạng cú rích của micro hiệu quả hơn. Các bạn thấy Beatbox KS360ME được thiết kế chất liệu gỗ bọc da sang trọng, điện nguồn autovol, thời gian sử dụng từ 5 đến 7 tiếng và sạc từ 6 đến 8 tiếng, có thể sạc trong lúc hát. Đây là giao diện mặt sau của sản phẩm. Thì khúc này các bạn có thể thấy đây là lỗ thắt hơi. Lỗ thắt hơi của loa khi đánh thì chúng ta sẽ có được loa phía sau đây. Và bên đây là các cảm nhận.